Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn là ngữ văn và toán. Tuy nhiên, ở môn thi đầu tiên, môn ngữ văn, sau khi thí sinh bắt đầu làm bài chưa lâu, thì trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh của đề thi và có dấu hiệu được chụp từ một phòng thi. Chỉ sau hơn 30 phút tính giờ, đề thi môn ngữ văn đã được lan truyền trên mạng xã hội với đầy đủ thông tin từ chữ ký giám thị có biểu hiện giống với đề thi là của năm nay. Con thấy bức xúc mà, tại vì kiểu bao nhiêu công mọi người học mà bị lộ đề ra như thế thì cũng sốt lắm cô ạ. Tại vì nếu mà bị lộ đề ra ngoài, nếu mà chẳng may mà phải cái ngày dự bị mà phải thi lại như thế thì cũng mệt cho tất cả mọi người ạ. Điều không hề công bằng đối với các thí sinh học hành nghiêm túc và nó sẽ là một cái điều rất là bất công đối với họ. Thứ hai là những cái thí sinh không học bài thì họ là có người giúp đỡ, cho nên là họ sẽ lại vào đại học, còn bọn con thì lại bị trượt, nên là đấy là một điều rất là bất công. 12 năm đèn sách, bất kể những sự cố gì đều có thể ảnh hưởng đến các thí sinh, tâm lý và những kết quả mà các em đạt được. Nhiều phụ huynh mong muốn sẽ sớm có kết luận của cơ quan chức năng liệu rằng đề thi có bị lộ lọt ra ngoài hay không. Cũng như bao nhiêu mùa phụ huynh khác cũng rất là mong muốn là tất cả đều được công bằng cho các con, để những lúc các con mà đi thi không phải lo lắng về cái vấn đề lọt đề thi hay không, để chỉ cần sự công bằng thôi cho các con thôi. Ngay sau khi có thông tin về việc có hay không lọt lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nắm thông tin và chuyển cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh, đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện trường hợp vi phạm. Đây cũng là điều mong mỏi của học sinh, phụ huynh, các nhà trường khi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các thí sinh. Dù là trước khi thi thì tất cả đều các hội đồng thi đều được họp, tuy nhiên vẫn cần phải quán triệt tới tất cả những giám thị trong thi hiểu được cái mức độ quan trọng cũng như là cái ảnh hưởng với tới các em khi mà đề thi bị lọt ra ngoài, chứ chưa nó lọt ra ngoài trước giờ kết thúc. Và cái này thì mỗi giám thị đều phải có cái ý thức để bảo vệ không những là cái đề thi mà bảo vệ cả cái cách nhìn của các em cũng như của phụ huynh tin tưởng vào giám thị của mình. Ngay sau buổi thi sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc gian lận trong phòng thi. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi trong sáng nay là 11 thí sinh.